đứng xếp hàng đi siêu thị vậy trơn. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt. Trời ơi, rồi hôn tay đi, em hôn lát được rồi hôn tay. Xin đi, xin đi cho chồng kết. Dạ được em. Dạ em đồng ý, nhưng mà mình hôn má đi ha. Sẽ hôn má. Và không biết là bạn ấy sẽ cùng với ai có cuộc trò chuyện trong hẹn ăn trưa tuần này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật nữ. Qua bên trái của em ạ. Rồi em ngồi xuống đi rồi em tự cân ha. Bạn nam ơi, bây giờ mình sẽ cùng tháo mặt nạ ra để có thể dễ dàng trò chuyện nha. Chào hai bạn, bây giờ ai sẽ là người giới thiệu trước? Dạ em chào chị, em là Bùi Hồng. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Trước đây thì em cũng đã trải qua được 3 mối tình. Thì mối tình đầu là kiểu say nắng một bạn trong lớp, nhưng mà em không có dám thổ lộ tình cảm, kiểu đơn phương á chị. Thì trong vòng 3 năm cấp 3 thì đã trôi qua. Em đơn phương 3 năm. Dạ đúng rồi. Mà đơn phương thì chưa được gọi là một cuộc tình, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cuộc tình là phải song phương em. Vậy thì qua cái trải nghiệm thứ hai nè. Trải nghiệm thứ hai là năm đầu tiên em vô Sài Gòn em đi học. Thì em vừa học vừa làm, em gặp một anh làm chung bên trực tổng đài. Thì hai người làm chung thì thời gian kiểu tiếp cận nhau á, xong rồi thích, rồi ảnh đưa đón về này kia một thời gian. Xong rồi anh đó, ảnh chọn gia đình, ảnh về quê lập nghiệp. Và sau đó là mối tình dừng ở đó. Dạ, hoàn cảnh không cho phép. Vậy thì còn mối tình thứ ba? Dạ, mối tình thứ ba thì em bắt đầu đi làm và quen được anh đó. Hai người quen nhau cũng được một năm mấy. Sau khi mà biết được anh ấy bị đi công tác xa thì say nắng một người khác. Thì dừng lại? Dạ, thì dừng lại và em tới giờ. Cái lần đó cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng một năm. Vết thương tính ra cũng còn mới ha. Dạ. Và mình đã nghe những cái thông tin cơ bản của bạn Hồng rồi đúng không? Bây giờ tới lượt mình nè. Dạ, em chào chị nha. Em chào bạn bên đó và chào mọi người khán giả. Em là Trần Nhật An, sinh năm 89. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn và em ở Thủ Đức. Em ở đâu của Bình Thuận? Ở Phan Thiết luôn hả? Em ở Hàm Mỹ. Em ở Hàm Mỹ. Dạ, Hàm Mỹ em Thuận Nam. Rồi bên đây là Đồng Nai, nhưng mà ở đâu của Đồng Nai? Em ở Định Quán. Định Quán thì đi lên tính ra cũng gần. Dạ. Tôi dò để coi nữa đi, đưa dâu đồ đó nó có thuận lợi hay không thôi. Nói chung cũng gần ha. Rồi, dạ. Công việc của mình hiện giờ là gì An? Hiện tại là em đang làm bên điện lạnh, em là tự do. Tự do là mình làm môi giới hay là mình làm ông chủ? Cả kinh doanh mua bán và làm dịch vụ luôn chị. Cái cửa hàng của mình á đang đặt ở đâu? Em vào Sài Gòn lâu rồi chị, em đi học và em đi làm luôn. Dạ, yeah. Rồi còn bên này em ở quận mấy? Dạ, em ở Bình Chánh. Bình Chánh đi quốc lộ ra Thủ Đức cũng tiện, và Thủ Đức đi ngược xuống Bình Chánh cũng tiện. Em ở Bình Chánh luôn chị. Trời ơi, Bình Chánh chết rồi. Bên kia là người ta có trải nghiệm tình trường làm cộng tới cộng lui thì thôi cho ba mối đi. Còn bên mình thì sao nè? Em thì em có hai mối tình chính thức. Rồi bao nhiêu mối không chính thức? Rồi bao nhiêu mối không chính thức? Một vài mối tình không chính thức. Một vài nó có thể là hai nha Hồng, nhưng nó có thể là dương vô cực. Trời ơi. Rồi bây giờ mình nói về cái chính thức trước đi. Mối tình chính thức đầu tiên em vào Sài Gòn năm 2007. Em đi học và có quen bạn ấy, bạn ấy lúc đó cũng còn đi học. Thật sự thì bạn ấy cùng quê với em. Và em biết bạn ấy từ lâu rồi. Bạn ấy là em họ của một thằng bạn của em. Rồi lý do chia tay là gì khi mà người quen là rồi người biết rồi cùng quê rồi các kiểu? Họ muốn về quê, xin một công ty làm việc ở gần nhà và ở bên gần ba mẹ. Còn em thì thích ở môi trường làm việc ở đây hơn. Cho nên là dừng lại. Dạ đúng rồi. Nó giống giống cái cuộc tình hồi sinh viên của mình ha. Cũng là ảnh về quê, còn đây rồi bên đây cũng về quê. Dạ. Đó, có chất liệu chung để mai mốt nói chuyện rồi đó. Vậy thì đến cuộc tình thứ hai. Dạ, cuộc tình chính thức thứ hai thì bạn quê ở Phú Yên. Bạn ấy làm việc ở đây, lúc đó thì hai đứa ra trường đi làm đó rồi. Bạn ấy làm ở một công ty bất động sản. Hai đứa em cũng tìm hiểu nhau thời gian và bạn ấy dắt em về Phú Yên, về quê bạn ấy. Ba mẹ thì rất là thích em. Ngay ngày hôm sau thì hai mẹ con đi chợ thì cũng đã coi ngày cưới luôn. Trời ơi, là nhà gái xếp đặt vậy đó. Dạ, dạ, coi rồi xong là mới về mới nói với em. Rồi sao rồi em đón nhận cái sự xếp đặt đó như thế nào? Bên nhà gái chủ động như vậy thì em cũng nghĩ là mình cũng nên về báo với gia đình bên mình. Yeah. Và chuẩn bị.
Khoảng một thời gian sau thì nhà em là có đám giỗ và em quyết định là mời bạn ấy về để thăm bên nhà em cho biết. Đúng rồi. Dạ. Bình thường em ít nhậu lắm. Hôm đó thì ngồi uống với bác, mấy cô chú, cô dì trong nhà. Thì để bàn và để nói chuyện thì các em cũng chia sẻ là ở nhà gái họ con nhà rồi. Họ muốn gì á thì nhờ cô bác cũng coi giùm con, sắp xếp cho con. Trong tiệc như vậy thì bạn ấy ngồi bàn kế bàn của bên nữ, em ngồi bên đây. Nhưng mà lâu lâu em cũng dậy qua. Sau bữa tiệc đó thì bạn ấy cũng tới nói chuyện, kêu là chở bạn đi xuống biển chơi. Lúc đó thì em cũng còn ngà ngà mà em nghĩ là xe xỉn thì đi xe nó cũng an toàn. Nhà bạn cứ hơi mèo nheo. Thì em nói là thôi em lái cho anh đi nước để em uống, em tỉnh rồi tí nữa đi. Không biết bạn suy nghĩ, ngồi suy nghĩ sao hồi thì bạn có thái độ là rất giận, đùng đùng giận và đòi về lại Sài Gòn. Trong khi lúc đầu là đã quyết định là sẽ ở lại chơi một vài ngày và cái thái độ rất là giận dữ, là đùng đùng bỏ đi. Thì mấy cô mấy gì cũng bất ngờ, nói là ủa sao lúc đầu nói ở lại chơi mà đi về gấp như vậy, có chuyện gì không? Thì nói là không, mày ấy có việc nên mày gấp. Em nói là để lấy xe đi rồi nó khỏi. Khỏi rồi em cho người ta đi một mình thiệt luôn. Mấy cô cái gì nói là nếu mà khỏi thì thôi mình vô đi, để cho chị họ em xách xe chở đi. Dạ. Chị em xách xe chạy theo và chở bé ra đường. Sau đó thì em gọi điện cho mẹ rồi đấy. Và em có bày tỏ như vậy, chia sẻ như là em sợ nó khách người lạ mà có thêm trong bạn cũng còn một quý tài sản hay không, sợ mẹ gái gọi người bạn không mất máy. Thì em mới tiếp tục điện cho sếp của bạn. Sếp của bạn gọi thì bạn nghe. Sau đó sếp gọi lại với em là nói là bạn đang ngồi ở dưới biển á, chị đã nói cho bạn nghe rồi và bác ấy phải về xin lỗi gia đình của em. Sau đó em có xuống chợ bạn về, bạn cũng có xin lỗi nhưng mà thái độ thì cũng không phục thôi. Sau cái chuyện đó, khi mà tụi em về Sài Gòn rồi, em bắt đầu em suy nghĩ lại. Rồi cái cuộc tình đó nó dừng lại như vậy. Sau khi về Sài Gòn thì em bắt đầu nói với bạn ấy và tụi em bắt đầu dần xa luôn ạ. Đến bây giờ em có giải mã được cái sự xúc động mạnh đó nó đến từ cái lý do gì không? Cái vấn đề nó không phải lớn mà bạn ấy cư xử với một cái hành động như là hơi quá. Thực ra mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà vấn đề là gì nè, chúng ta luôn nghĩ là nó không lớn thì đó là em nghĩ, còn bạn ấy nghĩ cái gì thực ra mình cũng khó biết lắm. Dạ. Nhưng mà chị sẽ hỏi Hồng một tí, cảm nhận của em là nếu như mà em được giải mã đó thì em nghĩ rằng là cái việc mà bạn nữ ấy ngày hôm đó bạn có những cái quyết định như vậy, theo em thì có thể là bạn đó đã phải gặp những cái sự tổn thương hoặc là bạn đó đã nhận ra một cái thông tin gì đó mà có thể làm cho bạn đó cảm thấy như vậy. Chắc là trong quá trình đó bạn nữ đã gặp một câu chuyện gì đó mà bạn ấy chưa kịp chia sẻ thì bạn ấy đã phải đi như vậy. Thì bạn nam này lại để cho bạn đi một mình như vậy. Phụ nữ họ kỳ lắm. Thực ra chị không có bàn với cái chuyện là cái câu chuyện đó và cái hành vi của bạn đó với người lớn, tại vì thực ra chị cũng không có chứng kiến cho nên chị không dám làm bàn. Yeah. Nhưng có một cái chi tiết chị sẽ dám nói, đó là giá như ngày hôm đó em cứ là cái người chạy xe ở phía sau. Yeah. Phụ nữ kỳ lắm, nhưng mà cái kỳ đó nó hợp lý lắm. Ngày hôm đó có thể là bạn đó cũng không leo lên xe của em đâu. Yeah. Nhưng giá như cái người chạy đằng sau bạn đó ngày hôm đó là em chứ không phải là cái người chở bạn ấy đi, là chị họ của em. Yeah. Thì cái câu chuyện có thể là nó sẽ khác. Nhưng mà chị đánh giá cao cái sự trần tình của em ở đây, bởi vì em cũng không có đổ lỗi cho ai. Có điều là ý chị là vậy nè, đáng lý ra là mình đừng có nói sớm quá, bên đây người ta nghe người ta ré. Dạ không ạ, trong mỗi cuộc tình em cảm thấy là không có lỗi. Dạ, không bẻ, không có lỗi. Người bạn gái mà mối tình thì sau khi mà xong rồi thì em lại gó ghém và em cóp vào nơi đó thôi. Vậy thì hôm nay mình sẽ tới đây, mình lại tiếp cận một nhân duyên mới. Yeah. Vậy thì bây giờ Hồng, em kỳ vọng ngày hôm nay em sẽ gặp một cái người bạn trai có những cái yếu tố nào mà em cảm thấy là nó sẽ làm cho em vui, em hài lòng. Dạ, thì hôm nay em tới đây thì em hy vọng sẽ gặp được một chàng cao hơn em một chút. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m75. Cao 1m75, rồi em nhiêu? Em đi khám sức khỏe thì có bạn đo 1m74, bạn đo 1m75. Thôi, vậy là gọi là cái đo khám sức khỏe em cộng thêm 2 xăng nữa. Dạ. Cái đo khám sức khỏe nó dìm mình ghê gớm á. Rồi, chiều cao thì chắc là tạm ổn đó. Rồi gì nữa nè? Vẻ bên ngoài thì kiểu như nhìn lịch sự. Lịch sự đó chị. Lịch sự, sạch sạch. Có chí cầu tiến. Có chí cầu tiến, giờ người ta làm chủ rồi đó. Để, được chưa? Em chịu. Ê, em nhưng mà làm chủ là thường phải vay nợ ngân hàng. Thì bây giờ mình bàn tới thu nhập thật nè. Thì em có tiêu chuẩn về thu nhập thật của bạn trai không? Tiêu chuẩn của em thì khoảng 6-70 triệu tháng. 60 giờ tính sao em? Tính sao căng ngang luôn. 60 là hơi căng á chị. Hơi căng, 60 là hơi căng. Nhưng mà bây giờ hai đứa cộng lại 60 được không? Dạ cũng được chị. Đã được hen. Rồi còn gì nữa không? Kiểu biết quan tâm, biết chăm sóc chu đáo một chút á chị. Quan tâm, chu đáo một chút.
Đừng có để bạn gái quẩy ba lô đi ngồi mà không chạy xe theo, đúng không? Dạ. Nhớ rút kinh nghiệm nha. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ không, chỉ vậy thôi. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được khoảng 60-70% ạ. Trời, được rồi em ơi, học sinh viên của chị đi học có 60-70% là qua môn rồi, là đậu rồi nha. Rồi tiêu chuẩn của em thì sao? Đầu thì em có nói chương trình là kiếm cho em một bạn gái cao cao một chút. Cao đó, cao đó. Em là cao đến vậy. Đó, chương trình hào sảng lắm em. Chương trình này không có gì ngoài cái chuyện đó là phục vụ và chiều chuộng người tham gia hết. Dạ. Ừ. Thì thật em chỉ thích một bạn gái có thể nói là hiểu chuyện. Hiểu chuyện. Và lanh lợi một chút. Rồi. Thể là em thích lập nghiệp ở thành phố. Nên em mong chờ bạn ấy cũng sẽ cùng chí hướng. Dạ đúng ạ. Đợi chị một xíu em. Định hướng nghề nghiệp lâu dài là định lập nghiệp ở đâu? Dạ em định lập nghiệp sinh sống ở Hồ Chí Minh luôn chị. Ở Hồ Chí Minh luôn, được rồi em. Chỉ yêu cầu như đó thôi. Như đó thôi. Dạ. Cái điều gì ở một cô gái mà em rất là không thích? Bề bộn mà. Và kiểu phụ nữ là ghen quá. Ghen quá. Thế nào là quá? Tính chất công việc của em thì em đi làm việc ở ngoài nhiều. Và kể một câu chuyện vui nữa là em đã từng vào khách sạn em làm máy lạnh ở trong khách sạn được. Tôi cũng giận mình ghê á, kiểu giống như là ổng đi hẹn hò mà ổng nói mấy cái con mà đi vô lòng đất không luôn. Chị bất an với em quá anh ơi. Em làm mà lúc đó người ta là trẻ thôi, nhưng mà người ta máy người ta hư, người ta còn sửa gấp là 11 giờ mấy là phải đi khách sạn. Đi khách sạn hồi 11 giờ mấy ra khỏi nhà xong coi định vị ông chồng đi đâu, đi vô khách sạn là tới ông chuyện là đúng. Dạ, bạn nữ mà định vị em là chết chết chắc luôn. Rồi sao thì đó là câu chuyện của em đó. Dạ em làm mà trễ và em thậm chí là em phải mua, em chưa ăn cơm em phải mua một hộp cơm mà em xách vào khách sạn em ngồi trong đó em ăn. Em sửa máy xong em ngồi em ăn. Đúng rồi, tức là bà vợ ghen quá là bà vợ canh giờ. Bà vợ mà canh giờ nè, bây giờ một cái máy lạnh hư bảo trì thay ga rồi bơm ga rồi thay đồ các kiểu lại nhiêu là 35 phút. Nhưng mà trong đó em ngồi ăn cơm thêm 10 phút vậy là lòi ra 10 phút này. 10 phút này ổng làm gì? Ồ là em chết ly hiếm. Ồ là em chết ly hiếm. Khá là sợ. Cho nên là em đề nghị là đừng ghen quá. Dạ. Vậy sao mình không công khai cái lịch làm việc của mình cho vợ đi? Phụ nữ mà không ghen là thấy ghê lắm. Phụ nữ mà ghen mà thông minh thì khác chị. Ghen mà phải thông minh nữa áp lực ghê không? Ghen thì, thông minh là ghen sao? Thì chị nếu mà bạn thấy cái đồ của em đi, đồ đi làm mà em chở cả đồ nghề và tùm lum như vậy thì em không thể vào khách sạn mà em hẹn hò với cô nào được. Ủa cô đó gu lạ sao em? Lạ rồi em mới ngộ lắm trên đời này có nhiều người ngộ lắm. Cái gì dưới vòng trời này nó cũng có, trời đất bao la cái gì cũng có hết. Cho nên phụ nữ người ta ngồng bị mà. Thì... cho nên chị nghĩ an toàn nhất đó là em công khai lịch trình, em công khai số điện thoại khách hàng của em đó. Cái khách sạn đó ở cái đường đó là cái khách hàng lâu năm, không có cô vợ nào mà ghen được hết. Dạ. Đúng không? Không. Hai tiêu chuẩn đó rác vô em thì em thấy là có bị điểm nguyệt cái nào không? Bừa bộn trước. Em thì rất là ngăn nắp và gọn gàng. Còn về ghen á thì em sẽ ghen những cái gì nó chính đáng. Cái gì là chính đáng? Mua một hộp cơm vô khách sạn ngồi ăn là chính đáng chưa? Không, nếu mà vô khách sạn mà kiểu mình không biết á, mình đi mà đêm nữa chị mà tự nhiên đùng cái thấy ủa ông này đang trong khách sạn thì đương nhiên là mình phải ghen, đâu biết ông làm cái gì trong đó. Đúng, lúc đó em không ghen nó mới có vấn đề. Dạ đúng rồi chị. Cho nên là chỉ cần ảnh công khai khách hàng cho em là được, đúng không? Dạ. Vậy thì ngược lại em sẽ rất không thích một chàng trai có những cái đặc điểm gì? Không thích chàng trai kiểu là bê bối á, không có sạch sẽ tươm tất á. Rồi hai người này ở chung chắc là xịt khử khuẩn tối ngày luôn. Làm điện lạnh thì đôi khi cũng có dầu nhớ. Dạ, cũng không được sạch sẽ lắm đó, được không? Dạ không, ý là ngoài khi mà mình đi làm việc, tính cái công việc nó như vậy á thì mình sẽ không ấy, nhưng mà mỗi khi mà đi ra đường đi chơi hay là đi tiệc gì đó thì em thích là một bạn nam kiểu gọn gàng tươm tất đi chung với mình. Bên kia người ta đòi là 60-70 thì thấy hơi lố, hơi đuối. Nhưng mà con số nào là cái con số mà em tự tin để cho thấy cái tiềm lực kinh tế của mình hiện giờ? Thực sự thì công việc của em thì thu nhập nó dao động chứ nó không có một con số cụ thể. Ừ. Dạ. Vậy thì bây giờ tài khoản được như? Dạ có tiền tiết kiệm. Có tiền tiết kiệm. Dạ. Rồi. Dạ nhà có. Nhà xe có. Thì chỉ có 2 bánh thôi, chưa được 4 bánh vậy. Có xe rồi. Dạ. Có cái nhà rồi. Nhà nhưng mà nhà nhỏ ở quê đó chị, không có đủ tiền mua ở nhà ở Sài Gòn. Có cái nhà ở là được rồi. Giờ ở Sài Gòn là mình vẫn có thể trả tiền nhà được. Dạ thì lấy tiền cho thuê ở đó mình trả tiền ở Sài Gòn. Thôi dòng tiền chảy liên tục. Ổn. Bên đây thì sao nè? Hiện tại thì công việc của em cũng ổn định. Thu nhập thì khoảng 1 vài chục.
một vài chục, rồi mình có phải lo lắng cho ai không, mối quan hệ cá nhân của mình á? Em sẽ gửi một ít gì đó cho ba mẹ, kiểu ba mẹ già. Đó là một cái phần sự rất là cơ bản của một người con thôi. Em có cởi mở với cái việc là vợ mình thể hiện cái sự hiếu đạo với ba mẹ vợ không? Cái chuyện đó rất là tốt chị. Nãy giờ là mình đã nghe giọng nè, mình biết nghề của nhau rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái trực giác của mình để xem coi là mình có đoán đúng được cái người mà nãy giờ mình đang trò chuyện thông qua cái cửa sổ tình yêu này hay không. Với sự hỗ trợ của Speak Couple, đây là một số hình của bạn trai và đây là một số hình của các cô gái. Ai sẽ là bạn Nhật An và ai sẽ là bạn Bùi Hồng? Rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Mời đáp án của các bạn. Dạ, chúng tôi đã có đáp án của bạn trai. Bây giờ nha, chị sẽ cho các bạn coi đáp án của đối phương. 3, 2, 1. Gật hay lắc? Gật hay là lắc? Rồi. Không, vì sao em chọn chàng trai này? Dạ, em thấy thì anh cũng gọn gàng. Em nhìn hình thì em nghĩ là anh này cũng là một người kiểu tính bài bản. Có tính bài bản. Dạ. Gọn gàng, bài bản. Vậy thì còn An thì sao lại là cô ấy? Dạ, em nghĩ là bạn ấy cao. Cao. Thì dáng người sẽ thanh mảnh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng người thật việc thật. Rồi, mời các bạn 3, 2, 1. Chào bạn. Bị một bó hoa phần quà nhỏ để tặng cho bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Một cái món quà nhỏ. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ. Này là của nhà em sản xuất á, để cho anh dùng để bảo vệ sức khỏe và mỗi lần đeo thì nhớ tới em. Anh cảm ơn. Trời, có vẻ như cái này xài được nhiều nè. Trong dạ, công việc của chị. Em đúng không? Dạ. Là đi bảo trì máy lạnh đâu đó, khói bụi mịt mùng, trời ơi dễ thương. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp quà. Wow, cái gì đây, cái gì đây? Dạ, chỉ là một cái lắc tay cho nhỏ thôi. Thật sự thì tối em gói lại rồi, sau đó em mở ra. Em muốn được tặng tay đeo cho bạn cho nó gần được với hình. Trời ơi, dễ sợ không? Bây giờ sao, giờ đeo luôn đúng không? Mời hai bạn bước về phía trước, thực hiện nghi thức đeo lắc tay. Rồi cảm xúc làm sao? Tôi nghi lắm. Tôi nghi cái vụ mà đeo khó khăn là một chiêu bài lắm. Trời ơi, rồi cảm ơn Hồng. Giờ ngồi xuống tường trình nè. Cảm xúc làm sao khi mà chạm tay con gái người ta với cái cớ là đeo lắc tay mà nó lâu ơi là lâu như vậy? Run quá chị. Run quá. Dạ. Cảm xúc làm sao? Cảm xúc chạm tay bạn gái thấy làm sao? Tay bạn ấm. Tay bạn ấy ấm. Ủa gì ngược ngạo vậy? Tay em lạnh hơn rồi. Em thấy sao Hồng? Thấy anh cũng dễ thương, mà tay thì hơi lạnh nha. Tay thì hơi lạnh. Đó là một bàn tay cần ngủ ấm đó. Trời ơi, quá thính rồi, thính ơi là thính luôn. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy thì đây là khoảng thời gian mà hai bạn sẽ được ngồi riêng cùng với nhau. Muốn hỏi gì hỏi mà không có sự can dự của tôi. Mời các bạn đến với không gian hẹn ăn trưa của chương trình. Anh mời em. Dạ mời em. Thường thì anh thích bạn gái mình như thế nào? Thật sự chỉ cần yêu anh là đủ. Thật sự chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Anh dự tính bao lâu nữa mình sẽ kết hôn? Tuổi của anh hiện tại thì anh nghĩ là đã đủ chín chắn để mà mình chỉ xây dựng một cái mái ấm riêng nhỏ nhỏ. Em cảm thấy thế nào nếu anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với người yêu cũ? Sau khi chia tay thì em sẽ không thích liên hệ đến người yêu cũ, cho dù đó là bạn. Anh thì anh đổi một cách bạn. Tất cả những mối tình của anh thì bạn nào hủy kết bạn với anh chặn anh thì thôi. Còn không, anh vẫn để kết bạn và anh không nói chuyện thôi. Em nghĩ là sau khi mà mình kết thúc thì nó sẽ không cần thiết nhiều. Anh nghĩ là lúc yêu nhau thì có rất nhiều cái gắn bó với nhau. Thì sau khi chia tay thì tại sao mình không làm bạn với nhau? Thực ra là khi mà mình có người mới rồi á thì cái người mới họ sẽ rất là nhạy cảm. Ví dụ như em thường... Trường hợp của em nói thì anh hiện tại là anh chưa có người yêu. Dạ. Thì là anh vẫn
người ta giữ mối làm ăn, biết đâu mày muốn gọi điện kêu sửa máy lạnh. Sao chị biết ạ? À? Chị nghĩ vậy. Là em có làm ăn thật. Ủa liền luôn hả? Nhưng mà khoan nha, nguy cơ nè, sửa máy lạnh là toàn sửa trong phòng ngủ trở ra không? Dạ thì máy lạnh cái cú này là chị không có đẩy nổi cho em. Máy lạnh gắn ở phòng ngủ mà chị. Thì đó, cho nên là hơi nguy cơ ha. Nhưng mà nha, chị thì lại chị lại nghĩ như vậy nè. Thực tế giữa cái việc mà giữ liên lạc thì cũng cần phải định nghĩa rõ, giống như An nói, giữ liên lạc ở đây là em định nghĩa là phải là hai đứa được cứ nhắn qua nhắn lại, ngày nào cũng phải hỏi thăm thì mới gọi là giữ liên lạc. Còn đằng này em đơn thuần chỉ là không cần phải dùng tới những cái kỹ thuật ví dụ như block, chặn. Bởi vì em thấy những cái đó nó nhỏ nhặt và nó trẻ con quá, nó trẻ trâu. Nhưng mà thật ra chị cũng không ủng hộ em làm ăn với những mối quan hệ cũ. Nó chồng chéo lắm em, nó kỳ lắm. Lúc đó em không có lý giải được với vợ em thì tình ngay lý gian, cái tự nhiên cái nội tình của mình nó rối ren, đúng không? Dạ, tại vì hiện tại là em chưa có quen ai ạ. Dạ, nếu mà có bạn gái thì rồi vậy thì đây em phải biết cách. Đây là lý do chị lăn vô nè. Chị định hỏi em là nếu như bây giờ Hồng đề nghị em. Dạ. Tại vì các cô gái có quyền đòi hỏi sự an toàn. Các cô gái có quyền được cảm thấy mình phải đủ bình an trong một cái mối quan hệ thì mình mới đi xa được, đúng không? Vậy thì nếu như mà Hồng đề nghị em là thôi bây giờ anh chặn đi, thì em đồng thuận không? Em sống không chịu liền á. Em không chịu liền chứ em đợi cái gì mà em không chịu liền? Chịu thì chịu đi, còn bày đặt dây dưa làm giá làm gì. Dạ, tất nhiên là một cái vấn đề thì mình phải đi lên một sẻ trước đã. Dạ, bạn ấy xem và em không hề like hay là nói chuyện hay là có một cái hành động gì mà để mà kết nối lại cái mối quan hệ đó cả, thì các bạn ấy sẽ nói là ồ, nếu không có nói thì chặn đi chứ để chi. Không, bạn ấy sẽ nói vậy nè, một cô gái hiểu chuyện người ta sẽ nói vậy nè: em rất là tin tưởng anh không có làm gì hết, nhưng em thấy bất an, em sẽ đưa vô ảnh và em nói là em chặn đi. Được không, được ha. Vậy thì tay hình cưới của hai bạn sao ta? Có bao giờ em hình dung về một cái bộ hình cưới chưa? Chụp với máy lạnh chẳng hạn. Dạ có, không chụp với máy lạnh. Dạ em sở thích của em là hay đi cắm trại và camping ở những chỗ cái phong cảnh thiên nhiên á. Thì em thấy nhiều chỗ nó rất là đẹp. Quê mình gần biển nè, gần núi nè. Chị nhớ là Định Quán là có cái núi Ba Hòn, đúng không? Rồi giờ nữa, ví dụ như chụp hình cưới chụp núi hay chụp biển? Em thích chụp núi. Dạ em thích là cái trên sườn đồi núi mà dưới là biển á chị. Rồi đi đâu chụp? Mấy cái vùng biển như là đi ra Hạ Long chụp hình cưới được không? Dạ được. Cái quan trọng người ta có cho mình cưới không nữa đúng không? Rồi dễ thương quá. Lúc mà em đăng ký chương trình á, thật ra là cái buổi tối đó em mất ngủ và em xem những cái đại show và em đăng ký thì em nghĩ là đăng ký cho vui chứ không có nghĩ là mình sẽ được lên ngồi ghế này. Trời, vì cái sự cho vui của em mà ekip lao lực. Nhưng mà vui không? Bây giờ bữa nay thấy vui không? Dạ vui ạ, rất là vui luôn. Vui dữ không? Vui ngoài mong đợi đúng không? Dạ. Trời ơi. Em không nghĩ là mình bị ế đâu. Lúc trước em khá tự tin vào mình, em không nghĩ là mình sẽ bị ế và phải ngồi ở cái ghế ở cho đến khi đâu. Cho đến khi một bạn bè nó có gia đình hết và những đứa em nhỏ tuổi hơn em nó cũng bắt đầu có gia đình hết. Dạ. Một ngày nào đó em nhìn lại em thấy là hình như là mình bị ế thật. Lúc đó mới chịu chấp nhận sự thật. vậy thì ngày hôm nay thì có đứa em nào đó đi theo mình hoặc là có một người thân nào đó đi theo mình không? Dạ không, em mà có thằng bạn thân của em ạ. Và còn ế không? Còn ế chị. Gái nữa ngồi đây luôn đi. Dạ, nó mà có bạn gái là em đâu có dẫn nó gì không? Tuần sau đủ bạn nó lên. Dạ. Rồi bây giờ một người anh họ của em ạ. Một người anh họ và một người bạn thân. Rồi, anh Nhân là có gia đình rồi. Rồi, chị Nhân nhà là không ghen. Rồi, chị lên chứng thực rồi. Bạn Giao thì năm nay nhiêu tuổi em? Dạ, em cũng bằng tuổi Giao luôn. Em có tâm tư giống An không? Là đến một ngày nọ mình nhận ra rằng Chắc cũng có. Thôi được rồi, lát nữa liên hệ với tổ chức sản xuất. Để rồi, ok. À, nãy giờ thì mình ngồi đây thì em có lời khuyên gì cho An không? Thấy bạn nữ với An thì thấy cũng hợp đó. Cái điều gì ở hai nhân vật này mà em nhìn vô em thấy là hợp liền? Về cái ngoại hình là thấy là đã hợp nhau rồi. Nè, là cũng đôi trẻ em cũng xứng đôi vô đâu á. Có cái tính xấu nào của An mà em muốn thay mặt An nói trước cho người ta biết để người ta không có bị đánh úp không? Nói chung là An mà tính xấu hả? Tính xấu thì chắc là tham công tiếc việc. Thôi tham công tiếc việc rồi, ý là hai năm em làm đồ đó rồi. Anh Nhân thì thấy sao? Em của mình sao? Thì hiền lành, chăm chỉ làm việc. Có cái đam mê nào đó mà cần bỏ không? Không thấy đam mê, cũng hai anh em đi chơi chung nhau rồi đi chơi phượt rồi cắm trại. Làm mê đi chơi thôi. Dạ. Một bên là đi chơi chung với một bên làm việc chung em. Trong lúc đi chơi thì ví dụ có cái tật nào đó mà cũng nên cảnh báo, ví dụ như mê tốc độ hay là coi như là muốn ngủ giữa đường giữa núi gì đó là ngủ, không có quan tâm đến yếu tố an toàn không? Đam mê tốc độ một tí hai anh em. Tí là như tí mà đi ngang Đồng Nai có bị bắn tốc độ không? Cái đoạn đó là cái đoạn thẩm định đó. Có. Mấy bắn không kịp thôi. Bắn không kịp luôn. Dạ. Là dữ lắm rồi.
Rồi đó ơi. Rồi nói chung là cũng toàn thông tin tốt không Hồng hả? Rồi em có muốn hỏi gì người thân của An không? Em hỏi là anh còn tật xấu gì nữa không anh? Có thể chia sẻ thêm được không? À, tật xấu mà anh thấy chỉ có ví dụ hơi đói chút, hơi cọc chút. Đói là cọc. Dạ đói là cọc, chứ còn cũng không có gì hết. Đúng rồi, ngon nữa. Khoan, bây giờ ông đang ở một mình mà ông đói ông cọc. Ủa là sao? Ông đói ông phải tự lo miếng ăn của ông chứ, tại sao ông đói ông đi cọc? Tại vì đi chơi chung chị thì đi camping thì sẽ nấu ăn. Thì em sẽ tự mua đồ và tự nấu ăn. Và em là người nấu hả? Đa số vậy. Dạ, nấu ăn ngon hả anh Nhật? Dạ, mang nấu ăn ngon. À, rồi ví dụ như là thấy con gái đồ thì sao? Mang thì ít nói, không có chủ động làm quen hay hết á. Có nghĩa là về phẩm hạnh là có thể tin tưởng được. Dạ. Được không Giao? Em băn khoăn vậy? Em đang băn khoăn ghê không? Rồi chị hỏi thiệt nè, mấy cái cuốn mà đi làm việc chung mà sửa ở trong khách sạn đồ đó là em có đi chung không? Lúc đó em cũng đi ở chỗ. Em cũng đi một cái khách sạn khác. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy là quyết định là hai anh em là coi như là có ráp cặp đôi này lại với nhau không? Quyết định là đẩy tiền không? Đẩy đúng không? Được đúng không? Được mà, quá được. Nước dâu nó cũng dễ nữa, đúng không? Rồi, cảm ơn sự xuất hiện của bạn Giao và của bạn Nhân đã hỗ trợ cho An rất là nhiều trong cái cuộc hẹn hò này. Và ngay bây giờ thì các bạn sẽ phải đưa ra quyết định rồi. Và để không bị nhiễu thông tin bởi người còn lại thì các bạn nhắm mắt đi, để không có bị bất an về cái quyết định của bên kia. Và chị sẽ đếm lùi ha, 5 giây cho đến 0 và các bạn sẽ quyết định. Và bây giờ mời các bạn nhắm mắt. Năm, bốn, ba, hai, một. Mời các bạn đưa ra quyết định. Mạnh lên Hồng. Ok. Đèn nó sáng. Ủa rồi không vỗ tay rồi không vui không gì luôn. Rồi người trong cuộc mà sao bất an vậy? Tuy nhiên thì bây giờ bấm nút rồi thì bây giờ qua cùng một đội đi ạ. Mời qua bên này ạ. Và bây giờ thì để xác lập một cái mối quan hệ nó khác với những người bạn khác. Thì không ai đứng mà giống như là đứng xếp hàng đi siêu thị vậy hết trơn. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt. Rồi hôn tay đi, không hôn lát được thì hôn tay. Xin đi, cho chào kết. Dạ đồng ý. Dạ em đồng ý, nhưng mà mình hôn má đi ha. Chị hôn má em. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Trời ơi, nhiều khi mình thấy là mình cũng ép dầu ép mỡ sương sương. Nhưng mà rõ ràng là các bạn ấy rất là thiện ý với một cái hành trình tình cảm mới. Thực sự rất hy vọng các bạn sẽ có những cái bước tiến sau này. Chân tình không có dễ tìm, tìm được thì cố gắng giữ. Sơ bộ nào về bạn nữ không? Nhanh gọn thôi, một vài từ khóa thôi. Thì... tả một từ nè. Thấy cổ làm sao nè? Thấy cũng hiền. Thấy cũng hiền. Em thấy anh mới hiền đó. Rồi sao, thường mấy người ít nói là hơi cọc. Lo hôn, ít nói là cọc lắm. Em không. Cảm xúc của Thảo bây giờ khi mà mình đã xác định được nhân vật mình đoán là đúng rồi và ảnh đang ngồi đây, thì nó có cái sự chênh lệch nào đó giữa hình và người thiệt ở bên ngoài không? Nó không chênh lệch gì lắm. Dạ. Nhưng mà trong hình, ví dụ như thang điểm là 10 đi, trong hình dung của em trước khi gặp anh đó thì độ khoảng 6 điểm. Nhưng mà khi gặp anh thì nó lại ở 8 điểm. Trời ơi. Nó hơn cái hình dung, cái sự hình dung ban đầu của em. Trời ơi. Trời chết rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ nhích lên được 8.5, 8.75 sau một vài cái tương tác nữa giữa hai bạn. Mình thấy cả hai đều rất là kỳ công chuẩn bị những cái món quà mang tới đây. Vậy thì bây giờ mình sẵn sàng để mình tặng cho đối phương chưa? Mà có phải mang đến tặng cho đối phương không? Chứ tự nhiên tôi hỏi xong tôi thấy tôi vô duyên ghê luôn. Tặng cho đối phương không ạ? Có nha. Rồi xin mời các bạn trao quà cho nhau. À đứng đây anh. Trao qua cái cửa sổ này nè. Dạ. Hôm nay em đến đây thì mình cũng có món quà nhỏ nhỏ để tặng đến. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, đến với chương trình thì em cũng có món quà. Em cũng nghĩ rằng cũng có thể là anh ít sử dụng. Nhưng mà cái này là một cái viết. Em đã dùng nó để em ký vào cái tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là em còn độc thân. Thì em hy vọng là em và anh thì cũng có thể cùng cầm cái viết này để ký vào tờ giấy khác. Trời đất ơi. Đây có thể được coi là một lời
một cái lời gì đó mà còn hơn cả cái chuyện bấm cái nút này không vậy ta? Thôi ơi chết rồi, tự nhiên mình thấy mình ngồi đây nó thừa thải ghê luôn á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trả lại không gian cho hai bạn, cho hai anh chị mà thấy có vẻ như là không biết là mình có kỳ vọng quá nhiều hay không, nhưng mà hy vọng là cái tiến triển sẽ rất là tốt. Nhưng mà thông qua một bữa ăn thì biết đâu chừng sẽ còn thêm nhiều điều bất ngờ nữa nảy sinh trong lòng của họ. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn đến với bữa ăn trưa của hai người, không gian riêng ở đây là của hai bạn. Và ở bệ cửa sổ khung cửa tình yêu này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những cái thẻ bài. Và trong đó các bạn có thể vừa ăn vừa rút thẻ bài để cùng trao đổi về các vấn đề mà trong thẻ bài đã đặt ra cho các bạn. Xin mời. Hồi nãy em nghe nói là anh ở Tân Hưng. Tân Hưng là nó gần với đâu ta? Gần Tiền Giang chứ anh? Đâu, trên Tiền Giang. Tân Hưng, Vĩnh Hưng, một quá Kiến Tường á. Dạ, em có nghe nói thôi, nhưng mà em thì cũng không rành về cái khu vực đó lắm. Nhưng ví dụ như từ thành phố Hồ Chí Minh mình mà xuống dưới thì khoảng bao xa anh hả? Đây mình xuống lên trạm khoảng 2 tiếng mấy. Dạ. Tại ở nó ngay ngã ba, cách cái chợ Tân Hưng đó cỡ 4 cây rưỡi. Dạ. Đường lên Hưng Điền nó lên rất nhiều chợ, nói chung là ở cái chỗ đó là cái tuyến đường đó là đi tắt rất là nhiều chợ, nhiều xã. Dạ. Ở ngay chỗ đó phải buôn bán cũng được nhiều. Thì là mình bán từ mình làm mình bán cái đó là từ xưa giờ luôn hay là mình chuyển mới sau này ạ? Bán từ xưa giờ luôn. Lúc trước thì có vợ có con thì bán, nhưng mà đây thì cũng bán một mình, ôm xô mình hết. Dạ. Không mướn ai hết. Như vậy thì cũng khá là cực đó chứ hả? Cực. Có ngày tay chân nhớp nhau, như Tết đâu được ăn Tết đâu. Dạ. Tết cũng sửa xe mùng 1, cũng sửa bình thường luôn. Dạ. Ủa, mùng 1 Tết anh cũng làm? Từ đó giờ không được ăn Tết luôn. Ôi hả. Mùng 1 ai làm gì làm, tại vì cũng sửa xe cho khách ta đi ăn Tết á. Dạ. Rồi người ta hư. Một là mình cũng có đồng tiền, hai nữa thì mình cũng làm phước cho người ta. Dạ. Để đi thăm viếng gia đình rồi này kia, nội ngoại này kia. Dạ. Nếu mà xe hư thì mình không làm thì mùng 1 Tết không ai làm hết. Tại đó không ai làm hết. Dạ. Nhưng mà cái đó thì chính là mình là sửa xe hay là mình làm gì anh? Nói chung là sửa xe mình có lúc trước cũng có mấy cày mấy xới như ruộng nhiều lắm. Mình làm ruộng nó bá nạp luôn á. Dạ. Mình ra đi trong ruộng mướn trăm tới 100 mười mấy công nữa. Dạ. Có nhà như là phà bơm nước ở trong ruộng, ngủ ruộng ở nhà vợ. Nhà giao cho vợ rồi. Ủa đi công ruộng đó có nghĩa là sao em không? Làm lúa. À là mình làm lúa. Ủa vậy là trăm mấy chục công. Mình sửa xe rồi mình làm lúa. Là cũng khá là cực lắm luôn á. Cực chứ. Dạ. Nói chung là tối ngày trong ruộng không à. Dạ. Khi nào mà qua đợt rẻ phân xịt thuốc bơm nước xong hết. Dạ. Thì giấc trưa có về nhà này kia có xe hư thì mình sửa, còn nếu mình đi khỏi nhà thôi. Dạ. Còn muốn bán thì giao cho vợ con hết. Ngày hôm nay là đám giỗ ông nội, làm cũng lớn lắm nhưng mà bởi hôm nay không có ai đi theo chương trình thì mời ngày hôm nay thì xuống tới đây thì cũng ráng hứa với chương trình cũng phải đi. Yeah. Đúng ra là ngày nay là ngày đám giỗ tụ tập về hết. Yeah. Cái cặp nhà luôn, cái bên nhà luôn. Yeah. Ồ, nhà như vậy thì anh đây là anh không có dự đám giỗ? Không, đâu có dự được. Anh cho em hỏi anh một câu được không? Ngày sinh nhật bạn gái, cô ấy nói muốn đi du lịch nước ngoài, tốn nhiều tiền mà bạn đang kẹt tiền. Bạn sẽ làm gì và nói gì với cô ấy? Thì cũng khuyên với cô ấy là ráng đợi mình có tiền hay gì đó, mình đi từ đi cũng được. Yeah. Hoặc ví dụ như mình có tài khoản riêng thì mình rút ra mình đi du lịch cũng được. Dạ, yeah. Có nghĩa là vẫn có thiện chí để đi. Dạ, anh buồn cũng đi tới Hà Nội chơi. Ủa nhưng mà anh đi vậy thì công việc của anh nhiều quá thì anh thu xếp như thế nào? Muốn đi đóng cửa, kéo cửa xuống bỏ đi. À. Nhưng mà thường thì anh làm thì buổi tối là anh nghỉ mà đúng không? Nói chung là ban đêm 1-2 giờ đêm thì bất cứ xe ai hư là kêu cũng sửa, tới sáng cũng sửa luôn. Nhưng mà vậy là sao đó? Là ví dụ xe khách hư thì khách tới gõ cửa rồi tới mình mở cửa rồi mình làm. Đúng rồi, tại vì đó đốt ngay cũng đèn ngay cái cửa. Rồi nếu mình không được tại ở đó là sửa xe như là có đàn bà đồng này kia làm với mấy, nói chung đó nó không có thợ, như tay ngang ngang không á. Dạ. Có mình thợ thôi, mình. Dạ. Thợ thôi rồi. Như thường thì anh rảnh thì anh làm cái gì? Ví dụ như có thời gian rảnh thì anh sẽ làm cái gì? Hình như là sống ít có thời gian rảnh. Dạ. Như là chiều thì
tranh thủ 7 giờ tối á, thì bớt khách thì vô giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp đó, nhà nhà tại quán riêng, nhà riêng á. Anh có bao giờ anh nghĩ rằng là anh sẽ cưới vợ và anh sẽ thu xếp bớt công việc để anh có thời gian nhiều hơn cho gia đình không? Cũng có chứ, giờ bán mấy cài mấy sới bán hết rồi. Giờ đâu còn nữa. Như là hai bàn pizza cũng bán hết rồi. Giờ thu gọn là giữ dàn luôn. Em tại vì em là một người rất yêu công việc, rất thích công việc. Và một khi mà em làm việc thì em làm rất là nhiệt huyết. Nhưng mà gia đình vẫn là lựa chọn trên hết của em. Tức là em vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là công việc. Mặc dù công việc thì em cũng rất là đam mê, rất là yêu. Nhưng mà em yêu gia đình hơn. Tại vì trước đây mình cũng anh cũng suy nghĩ là khác. Ví dụ như mình bỏ lại còn tuổi còn trẻ, mình làm cho nuôi vợ, cho vợ cho con có cái đồng tiền để mình có cái tài khoản riêng. Để khi nào già mình cũng có được cái có cái tài khoản nó nhiều, mình làm nổi cũng có đi đây đó, đi du lịch rồi này kia. Rồi mình bỏ công làm mà không ngờ thì vợ nó như vậy thì do hết duyên hết nợ thôi. Em xin lỗi khi mà em nói về cái chuyện cũ, về quá khứ của anh, nhưng mà em nghĩ rằng là phụ nữ họ cần được quan tâm, cần được chăm sóc. Và đôi khi mình cứ cuốn theo công việc, mình cứ đam mê công việc thì họ sẽ cảm thấy họ lạc lõng. Cho nên nếu có lời khuyên thì em cũng khuyên anh cũng nên thu xếp và dành cho gia đình nhiều hơn chút. Tại vì phụ nữ thì ai cũng cần được quan tâm, cũng cần được chăm sóc. Cho dù họ mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì đâu đó thì họ cũng vẫn rất là yếu đuối và cũng rất là cần đàn ông. Thực ra thì mọi người cũng đang nghe Thảo khuyên anh về cái câu chuyện đó là mình nên dành thời gian cho gia đình. Đặc biệt là em cũng rất là đồng ý kiến với Thảo. Mình không có biết được là chuyện trong quá khứ, cái chuyện phần đúng phần sai thì chắc chắn nó phải có nội tình. Nhưng em cam đoan, không biết Thảo có đồng ý với mình không, là nó sẽ có một cái sự tham gia chút xíu hoặc có thể thậm chí là nhiều về cái câu chuyện là đôi khi ảnh đã quá mê công việc, quá mê cái chuyện kiếm tiền cho gia đình. Mà đôi khi phụ nữ người ta cần những cái sự quan tâm á. Nó không chỉ đơn thuần đó là đem tiền về cục nè rồi cơm áo gạo tiền đi, mà người ta còn cần cái khác. Anh có nhận ra điều đó không? Trước tiên muốn hỏi là anh có đồng ý với cái việc là phụ nữ cũng cần được quan tâm không cái đã? Lúc mà mình biết được câu chuyện á thì cũng nằm đem suy nghĩ, cũng có, tại vì do mình là công việc nhiều quá. Nói chung là không thể quán xuyến nổi. Là do cái vợ với con mình cũng không có nghĩ là, nói chung sống mười mấy năm rồi không có vụ mà ai chọc ghẹo gì đi hỏi không biết xài mà chết rồi. Vậy giờ biết xài chưa? Giờ biết xài chưa? Ý nói vợ điện thoại không biết xài bởi mình không có nghĩ là vợ. Cái mình nghĩ là vợ mình không có. Đúng rồi. Mình nghe người ta là 1, 2 giờ đêm, cái 11, 12 điểm là nhắn tin. Thiệt ơi, về coi vợ mình ngoại tình này thiệt ơi gì đó. Nhắn gọi như là mười mấy 20 số vậy đó. Trời ơi. Mà điện thoại lại thì không ai nhấn máy chứ. Có hôm đó thì kêu anh ở nhà anh bán giùm em bữa. Em đi nhổ tóc. Mà thường thường thì đi nhổ tóc về thì tóc thẳng. Mà sao bữa đó dụi tóc thẳng. Về 5 giờ chiều, 5 giờ mấy tối mà tóc sao nó bù xù trơn. Vô cầm điện thoại vô test điện thoại 20 mấy. Vậy có nghĩa là mình phát hiện ra cái chuyện mà không hạnh phúc của gia đình mình là do mấy cái camera chạy bằng cơm ở sớm. Là ở sớm báo, đúng không? Cô ruột đồ này kia, em ruột đồ này kia biết hết luôn. Là mấy người đó là ở xung quanh nhà mình luôn đó. Là nữ về là ở xung quanh là có một lực lượng đó đó nghe. Nhưng mà đến bây giờ sau khi mà mình, thôi mình không có bàn chuyện cũ, nhưng mà đi qua cái chuyện cũ thì mình có tâm niệm rằng nếu như mà mình có thêm một cái nhân duyên mới á thì mình sẽ để ý nhiều hơn đến cái đời sống tinh thần, đến cái sự quan tâm mà mình dành cho người bạn đời của mình, đúng không anh? Có hay. Tại vì mình đừng trải qua rồi mình cũng nên rút một cái kinh nghiệm. Té ở đâu là đứng lên ở đó chị. Rồi. Thực ra thì cũng không có đơn giản để một cái người mà họ sẽ thu xếp lại cái thói quen làm việc của họ. Nghe ảnh tả giống như anh không bao giờ nghỉ, ảnh không có nghỉ ngơi một ngày nào. Có nghĩa là dùng đúng từ của mọi người nói là coi như buông cái này ra là bắt cái kia liền. Tuy nhiên hy vọng rằng là nếu như thực sự hai anh chị có đủ duyên để đi xa hơn, Thảo sẽ là cái người hỗ trợ anh để cùng lưu ý về một cái điều cũng rất là quan trọng, đó là cái sự thụ hưởng về đời sống tinh thần. Mình kiếm tiền rồi xong mình cũng phải được vui vẻ, được thoải mái, được tận hưởng những cái phút giây đó cùng với người thân của mình, người thương của mình anh ha. Thì cái đó là tôi tự vẽ ra vậy thôi đó mọi người, chứ không biết là hai nhân vật chính có chịu không. Thì nãy giờ là mình đã nói chuyện với nhau rồi nè, mình cùng lắng nghe rồi nè, nhưng mà đó là góc nhìn của mình thôi, là do bà MC bả khơi chuyện thôi. Bây giờ ngày hôm nay mình tới đây thì chắc là hồi nãy anh Kiệt đã tự giác nói rồi là đi một mình hả anh? Đi một mình là coi như anh thiệt thòi rồi.
anh nhìn có một góc nhìn thôi. Đúng ra là cũng đi đông nhưng mà hôm nay là bằng cái đám giỗ ông nội gần nhà. Đi đông có nghĩa là đi nguyên cái đội camera bằng cơm hồi nãy kể đúng không? Rồi, còn ngày hôm nay thì Thảo đến đây với ai nè? Dạ, em đi với một bé em bạn ạ. Em bạn? Dạ. Cái cô bạn này là thân thiết với mình nhiều dạ, không? Dạ, cũng rất là thân ạ. Là mình đủ tin cậy vào cái góc dạ, nhìn vâng. của cổ đúng không? Dạ vâng. Rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp cô em bạn của bạn Thảo. Em chào bạn. Em mình... chào anh, em chào chị. Mình tên gì nè? Em xin giới thiệu, em tên là Tuyền. Em làm chung với chị Thảo cũng thời gian gần đây. Ngầu trao thì cũng trước đó rồi. Dạ. Thời gian gắn kết với chị Thảo là có khoảng bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng 3 năm rồi. 3 năm? Dạ. Hiểu chị Thảo đúng không? Dạ. Thì chị Thảo thì cũng là người rất là hiền, tốt bụng, cũng biết chia sẻ và lắng nghe được người khác lắm. Và cũng được cái là rất là thích nghi với, dễ thích nghi với nhiều môi trường. Mặc dù môi trường của tụi em thì nói thẳng ra thật sự là cũng là văn phòng, làm giấy tờ nhiều. Chị Thảo thì bên cạnh đó cũng vẫn kinh doanh thêm những cái mảng như cà phê như anh cũng có luôn đấy. Thì thật không biết là chị có muốn giấu không thì em nói luôn. Thì tụi em cũng có kinh doanh chung một cái mảng cà phê với khu Vui Chơi Thiếu Nhi á, ngay chỗ khu Đức Hòa Long An. Thì cũng dạ nhân mèn ơi dạ, thì chị thì hàng ngày chị vẫn chạy từ Đức Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là siêng năng và cũng rất là cũng siêng đi lắm. Mà không biết là bây giờ từ trước hết thì em cũng xin góp nhận xét sơ về anh Kiệt ha. Thì em thấy anh thì hiền, điềm đạm, nói chung là về ngoại hình lẫn cái cách phong cách ấy, thì phù hợp, rất là phù hợp với cái tiêu chuẩn của chị Thảo đặt ra hay là hay kể chia sẻ mọi người rồi. Nhưng mà em chỉ sợ là anh Hiệt thì không biết là bây giờ anh đang run hay là sao đó mà anh có vẻ hơi bẽn lẽn, dùng từ bẽn lẽn một chút. Thì thật ra phụ nữ ai cũng thích một người đàn ông hơi bạo dạn một chút, mạnh mẽ một chút và chủ động một chút. Thì bây giờ từ Tân Hưng mà anh lên tới Đức Hòa thì thời gian khoảng bao lâu anh? Tiếng máy thì cái thời gian em không biết là sau này anh chị có tiến tới xa về đời sống hôn nhân hay không, nhưng mà hiện tại thì thật ra chị Thảo cũng có một số người để ý á, nhưng mà em cảm thấy những người đó người ta không có nhiệt tình để mà người ta ví dụ như là cách cái khoảng thời gian 1 tiếng 2 tiếng người ta không có nhiệt tình để mà người ta thật sự cưa cẩm một người con gái. Thì không biết là anh Kiệt với cái lượng công việc bận rộn như vậy ấy, thì có đủ cái nhiệt tình để mà tiến tới cái cô này vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày lễ, chạy đến bên chị một cách nói rằng mà mình thể hiện là mình phải tán cô này và mình phải có được người này. Chứ còn chị Thảo thì không phải là em là người chủ quan, em nói khách quan em nói luôn, thì chị rất là hiền và chị rất là tốt bụng và cũng rất là dễ tính chứ không có khó. Nhưng mà chỉ là những người xung quanh em cảm thấy là không đủ nhiệt tình. Thì em biết là anh Kiệt có tự tin là mình có thể đem cái lòng nhiệt tình nhiệt thành đó trong cái tình yêu, trong nếu như sau này hai người có tiến tới xa. Nếu như mà có thì công việc thì anh hiện tại là anh muốn đi là anh đóng cửa bỏ cửa ra. Dạ. Hiểu rồi ha. Dạ. Muốn đi là anh đóng thì đi dạ. thôi. Thì ai cũng bận rộn hết nhưng mà em nghĩ cuộc đời này thì cũng ngắn lắm, nó cũng vô thường á. Nên là có những cái tình yêu mà mình nên bắt, mình khi mà mình bắt được rồi á thì em nghĩ là nên nha, nhiệt tình với nó. Đừng chần chừ. Dạ đúng rồi. Và yêu hết mình thử một lần, tại vì anh chị dù sao cũng đã đạt tuổi rồi chứ cũng không phải là chứ còn kiểu như là thôi em không tiến tới thì anh cũng đứng im thì cũng khó mà tiến gần. Phụ nữ ai cũng thích sự chủ động hết á, chị Thảo cũng không ngoại lệ, thì em cũng mong có những góp ý như vậy thôi. Quay qua cho bà chị mình một cái lời khuyên. Em thì em ngắn gọn thôi em, chốt không chị hay là đừng chị ơi chốt chị em thấy chốt. Anh hiền đẹp trai hiền dạ trai. Dạ lo làm ăn dạ lo làm ăn chín chắn đúng không dạ, chỉ mong là anh có một chút lãng mạn và tinh tế của người đàn ông về chị Thảo đào tạo dạ chị Thảo đào tạo cái đàn đó anh đó là nói chung là nào giờ anh cũng chưa có từng đi đây đi đó dạ. để xã giao với mọi người mà em cũng thông cảm dạ. Người ví dụ mai mốt mà bây giờ ví dụ thôi mà mai mốt mà lát được bấm nút đi rồi sáng rồi về và Thảo phải rủ đi để đi đây đi đó rồi đó mình đã ít đi rồi thì bây giờ Thảo rủ đi thì đi không thì sẵn sàng đi không để cởi mở lên đi không cũng đi thì sẵn sàng đi là sẵn sàng rồi. Dạ, cảm ơn em đi du lịch lắm. Cảm ơn em với sự xuất hiện có quá nhiều thông tin anh giá chào trị anh chào chị. Nghe chưa, người ta lên người ta nói là hả đang có nhiều người cưa cẩm dữ lắm luôn đó, mà cái cách nó cũng đơn giản lắm, cũng không có gì phức tạp để mà thuyết phục người ta đâu đó, nên là cỡ này thôi chứ không chịu nó không biết làm sao luôn. Giờ mình sẽ lắng nghe tiếng gọi của con tim đi, mình sẽ lắng nghe cái trực giác của mình đi, nãy giờ hỏi nè rồi điều tra nhân thân gia đình đồ rồi nhìn góc này góc kia đâu, bây giờ mình hãy để cho cảm giác của mình nó lên tiếng. Hai bạn sẽ đặt tay lên trên bệ cửa sổ lên đây nè và sẽ nắm tay nhau trong vòng 5 giây đi,
trong lúc nắm tay hay vui lòng nhìn về phía trước, về phía quý vị khán giả. Còn tay thì mình để đây. Và trong cái tình trạng nắm tay đó, mình xem thử coi là cảm xúc bản thân mình đối với đối phương như thế nào. Mời hai bạn đặt tay lên trên bệ cửa sổ. Rồi, chờ người về phía trước một tí. Một tay thôi, một tay thôi. Rồi, mình cũng vậy rồi. Nhìn về phía trước là nhìn qua với quý vị khán giả. 5, 4, 3, 2, 1, các bạn có 5 giây để nắm tay nhau. Trời, giống như chơi tay trắng tay đen ghê mọi người. Nắm cho nó tình cảm vô coi trời. Rồi tôi đếm 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hết giờ rồi. Rồi không chịu lấy cái tay về luôn. Biết muốn cái gì nữa. Nói chứ sao, thấy được không? Thì nói chung thì ai cũng lớn tuổi hết rồi. Thì bước lên tới đây thì mong cho nhau cơ hội. Em sẽ cho nhau cơ hội. Đúng rồi. Rồi sao? Em thì là người luôn biết nắm bắt cơ hội. Em không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào hết. Tần Hưng đi lên Đức Hòa nó cũng gần lắm. Mai mốt thay gì từ Đức Hòa người ta về thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta đi làm xong từ Đức Hòa người ta đi ngược về Tân Hưng. Và ngay bây giờ sẽ là thời khắc quyết định của hai bạn. Hai bạn sẽ đặt ngón trỏ của tay mình lên cái nút có hình trái tim. MC sẽ đếm lùi. Và trong quá trình đó thì các bạn sẽ nhắm mắt để đảm bảo là mình không có bị chi phối bởi thái độ của người bên kia ha. Nếu như sau tiếng đếm 3, 2, 1 mà các bạn cùng bấm nút, chúng ta ngày hôm nay sẽ nắm bắt được cái cơ hội, cái vận mệnh của đời mình để mình có một mối quan hệ mới. Nếu như chỉ có một trong hai bấm nút thì rất tiếc là sự tự nguyện trong tình yêu nó phải đến từ hai phía mà, ép dầu ép mỡ hay nở ép duyên. Còn nếu như mà không có ai bấm nút hết thì coi như là ngày hôm nay chúng ta đến đây chỉ đơn thuần đó là có một cơ hội gặp một người bạn trong cuộc đời mình. Thế thôi, tất cả đều vui vẻ. Và bây giờ thì mời hai bạn đặt tay lên trên nút hình trái tim. Rồi, mời anh đặt cái ngón trỏ của mình lên trên hình trái tim. Nhắm mắt lại ạ. Đoạn này là đoạn không nhìn đối phương để đừng bị chi phối ạ. Trước khi tôi đếm thì tôi chỉ muốn nói là cơ hội hết đó nghe. Cơ hội không đó, ổn lắm đó. Trời ơi, 3, 2, 1, bấm ạ. Ủa rồi, anh có bấm không? Có bấm rồi. Rồi bên đây bấm mà đúng không? Rồi vậy có bấm thì làm lại đi, cái này lỗi cái đèn. Tao quánh bên trước, tao thấy rõ ràng hai người cùng bấm. Đúng rồi, kẹt lắm này. Nút nó kẹt, làm lại cái đèn cho tôi nè. Làm lại đi anh, chứ nói chung là bấm rồi nhưng mà phải lấy hình. Rồi, mình bấm xuống một cái để mình cho nó tắt đi chị Thảo. Bấm xuống cái nữa rồi bấm lên cho nó tắt. Đúng rồi, bây giờ bấm dứt khoát lên nha. Chuẩn bị, trời vui quá. 3, 2, 1, xin mời. Thì ai biết gì đâu, thì tự bấm nút rồi, thì nói gì nói đi. Nói một cái gì đó với bạn ấy khi mà chúng ta thấy cái cung đèn này nó sáng lên đi. Thì nhà em thì cũng lớn rồi, thì cũng ai cũng lớn tuổi hết. Cũng mong cho nhau cơ hội rồi mình đi đến cuối cuộc đời. Đi đến cuối cuộc đời. Thảo sao Thảo? Em thì em nghĩ rằng là mình đến đây đó là thiên mệnh rồi. Còn việc mình đến với nhau thì đó là số mệnh. Mà số mệnh thì do mình lựa chọn. Đó là con số là do mình lựa chọn và do mình định đạt thôi. Thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Em thì sẽ không hứa hẹn gì nhiều, nhưng mà em nghĩ rằng là cứ cố gắng trước đi. Bản thân mỗi người tự cố gắng trước đi thì chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp thôi. Dễ thương, mời cặp đôi về lại với nhau ạ. Về đây bên nhau ạ. Mời qua đây đứng ạ. Rồi. Rồi hai bạn sẽ cùng đứng ở phía bên này nha. Dễ thương quá. Trời ơi, tôi cũng vui nữa. Bản thân MC và ekip cũng rất là vui khi mà họ đã cùng đồng thuận với nhau, cho nhau cơ hội để có thể có những tháng ngày sau này có sự có mặt của bên còn lại, cùng nhau tạo những cái kỷ niệm hạnh phúc, cùng nhau có những cái hương vị ngọt ngào trong cuộc sống. Từ bây giờ trở đi thì mình có tình yêu rồi. Vậy thì bây giờ trước khi chào tạm biệt quý vị khán giả, mình sẽ chứng thực về cái tình cảm, cái lựa chọn của mình ngày hôm nay bằng một cái hành động yêu thương gì đó mà mình dành cho đối phương đi. Anh Kiệt, anh Kiệt, bây giờ mình làm gì với bạn gái mình đi? Bây giờ trở đi gọi là bạn gái là được rồi. Nắm tay, một nụ hôn trên má, một nụ hôn trên bàn tay cũng được. Trời, em gợi ý tới đó luôn rồi đó anh. Rồi 3, 2, 1, quay qua nhìn Thảo nè. Quyết định làm gì? Nắm tay. Rồi ơi, tay đan tay thôi cũng là một tình cảm. Người trưởng thành luôn có lối đi riêng. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin tạm biệt quý vị khán giả bằng tất cả sự hạnh phúc của chương trình tối hôm nay. Một cặp đôi nữa đã tìm đến với nhau khi họ cùng đến với hẹn ăn trưa.